Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, phần 32, trang 138, liền từ và câu, ôn tập về dấu câu, dấu phẩy. Số 1 nhỏ, có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẫu chuyện sau? Dấu chấm và dấu phẩy. Có lần, nhà văn nổi tiếng Bernardo nhận được tập bản thảo truyện ngắn của một người đang tập viết văn, kèm theo một bức thư ngắn. Thư viết: Thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy, rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những chỗ chấm, những dấu chấm dấu phẩy cần thiết, xin cảm ơn ngài. Vốn là người có khiếu hài hước, Bernardo bèn viết thư trả lời: Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh. Trần Mạnh thường sưu tầm. Thì ở đây Bernardo sinh năm 1856, mất năm 1950, nhà văn nổi tiếng người Ireland, được giải thưởng Nobel về văn học năm 1925. Như vậy thì ở câu số 1 này các em sẽ đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ ở trong lời hai cái bức thư ở trong mẫu chuyện trên đây. Thì các em nhớ lại tác dụng của dấu phẩy là như thế nào. Thì tác dụng của dấu phẩy đó là ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu, ngăn cách các trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Thì từ những cái tác dụng của dấu phẩy này, các em hãy xem xét chúng trong cái nội dung hai bức thư để mà đặt vào cái vị trí trong hai cái bức thư này cho phù hợp. Thì các em thấy ở đây đầu tiên là bức thư 1. Thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy, rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm dấu phẩy cần thiết, xin cảm ơn ngài. Thì đây là bức thư thứ nhất. Thì đây là bức thư thứ nhất, còn tiếp theo là bức thư thứ hai. Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh. Đó, thì ở đây là hai cái bức thư. Thì các em sẽ nhớ lại những cái tác dụng của dấu phẩy để chúng ta xét chúng ở trong cái nội dung hai bức thư để đặt những cái dấu phẩy vào vị trí cho phù hợp. Thì các em có thể đặt như sau. Bức thư 1, thưa ngài, phẩy tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội phải tôi chưa kịp đánh dấu chấm, vì tôi viết vội tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy, rất mong ngài đọc cho và điền giúp cho tôi những dấu chấm dấu phẩy cần thiết, xin cảm ơn ngài. Rồi bức thư thứ hai. Anh bạn trẻ ạ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh. Như vậy thì các em sẽ điền những dấu chấm và dấu phẩy vào những cái vị trí phù hợp trong hai cái bức thư này. Rồi tiếp theo là câu số 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi ở sân trường em.
nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng trong đoạn văn. Thì để viết một đoạn văn này thì các em hãy quan sát hoạt động của các bạn học sinh trong giờ ra chơi rồi viết thành một đoạn văn. Thì sau khi viết thành đoạn văn thì chúng ta sẽ đọc kỹ rồi xác định tác dụng của các dấu phẩy đã được các em sử dụng trong đoạn văn. Thì sau đây là một đoạn văn tham khảo. Sau mấy phút tập thể dục, các bạn chuyển ngay sang những trò chơi riêng của mình. Kia là một nhóm nam đá cầu nghe chan chát. Những quả cầu vung vút bay vòng lên từ chân bạn này sang bạn khác rất tuyệt. Này là một nhóm nữ đang say sưa với trò nhảy dây. Bạn nữ này nhảy vào, bạn nữ kia lại nhảy ra. Thì ở đây tác dụng của dấu phẩy là ở câu số 1 ở trên đây là ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Còn tiếp theo ở câu 5 là ngăn cách các vế câu với nhau. Đây câu số 5. Bạn nữ này nhảy vào, bạn nữ kia lại nhảy ra. Và câu số 5, đây là ngăn cách các vế câu. Còn ở câu số 1 ở trên đây là ngăn cách các trạng ngữ, ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.